Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Bước sang năm 1972, dẫu không tham gia trực tiếp vào cuộc huyết đấu tại Quảng Trị, chứ danh. Thế nhưng, với nhiệm vụ chia lửa cho thành cổ, giúp đỡ phần nào cho các đơn vị quân giải phóng đang tử chiến ở Quảng Trị và khiến vùng sau lưng địch rối loạn, hàng loạt các trận đánh được khu 5 nói chung và Thượng tướng Nguyễn Trơn chỉ đạo nói riêng đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. Trong những trận đánh kể trên, trận Cấm Rơi là một điển hình mẫu mực của phương châm đánh nhanh diệt gọn của ông. Chỉ một lần duy nhất đến chỉ đạo và đưa ra chiến lược, ông đã giải quyết nhanh gọn cứ điểm này tới mức quân lực Việt Nam Cộng Hòa không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. Cấm Rơi, cứ điểm khó nhằn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bước vào năm 1972, nhận thấy đây là một thời điểm có nhiều yếu tố thuận lợi để tung một loạt những quả đấm thép nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris và khiến Tổng thống Mỹ khi đó là Nixon gặp bất lợi trong cuộc đua giữ ghế tại Nhà Trắng. Quân ủy Trung ương đã quyết định tiến hành một loạt những chiến dịch xuân hè trên khắp các mặt trận tại miền Nam. Sau một loạt các chiến dịch, điểm nóng ác liệt nhất dần quy tụ về Quảng Trị. Nhận thấy việc Việt Nam Cộng Hòa liên tục dồn quân về đây sẽ gây ra bất lợi cho các sư đoàn của tướng Tấn và tướng An đang quyết chiến. Vì vậy, việc mở ra các trận đánh chia lửa đã được tính đến. Về phần quân khu 5, sau hàng loạt những tính toán, cuối cùng quân khu chọn quân lị Quế Sơn, đặc biệt là căn cứ Cấm Rơi làm nơi chia lửa. Cấm Rơi là một khu đồi thấp, có độ cao so với mực nước biển khoảng 10-12 mét. Địa hình có nhiều tảng đá lớn, nằm ngay trung tâm huyện Quế Sơn. Khu Cấm Rơi có hai mỏm đồi liền kề. Đồi Gai nằm về phía tây, có diện tích chung khoảng 20 hectare. Cấm Rơi thuộc địa phận thôn Thuận An, Sơn Thành Cũ, còn Đồi Gai thuộc địa phận thôn Lãnh Thượng, xã Sơn Lãnh Cũ. Cấm Rơi được chọn làm nơi xây dựng căn cứ quân sự của lữ đoàn 173 thủy quân lục chiến, đặt tên căn cứ là Rose. Để trở thành một căn cứ lớn tại Quế Sơn, quân Mỹ đã chuyên chở tới đây những phương tiện hiện đại nhất thời điểm đó. Sau gần một tháng, máy cưa đã băm nát những cây cổ thụ chừng 3 người ôm không hết. Tất cả những gỗ quý ấy đều trở về Đà Nẵng và bỏ lại đằng sau là sự trần trụi của Cấm Rơi và Đồi Gai. Tiếp đó là hàng chục xe, máy cày, máy ủi thi nhau san phẳng rừng cấm, xây công sự, hầm hào. Đây là căn cứ quân sự có tầm cỡ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện Quế Sơn thời bấy giờ. Nhằm xây dựng căn cứ quân sự tại thung lũng Quế Sơn thành tuyến phòng thủ quan trọng để bảo vệ từ xa căn cứ liên hợp Hải lục không quân tại Đà Nẵng vào những năm 1967-1971, quân Mỹ đã đổ vào đây tiềm lực khổng lồ nhằm bảo vệ căn cứ đồ sộ này. Họ đã xây dựng hệ thống công sự bên trong bằng bê tông cốt thép. Hệ thống bảo vệ được bố trí tầng ngoài công sự. Tầng giữa là lô cốt xanh kẽ, nhà hầm bê tông kiên cố. Trung tâm được bố trí dựa vào địa hình, lập thành những khu lô cốt trung tâm chỉ huy, hầm hào liên hoàn, gồm có nhiều công sự phòng ngự. Trận địa pháo 105 ly, 155 ly, cối 81 ly, cối 106 ly, v.v. được bố trí trên khoảng đất bằng giữa hai đồi Cấm Rơi và Đồi Gai. Sân bay cho HU-1A, HU-1B, tàu gáo, tàu dọ được bố trí phía nam đồi Cấm Rơi. Các ổ đề kháng DKZ-75, đạn liền các loại được bố trí ở vị trí cao nhất ở hai mỏm đá trên đồi Cấm Rơi và Đồi Gai. Để bảo vệ căn cứ Cấm Rơi, quân Mỹ bố trí tới 12 lớp rào kẽm gai, 6 lớp có cọc sắt đan ô vuông thẳng đứng cao 2 mét, 6 lớp bùng nhùng kết hợp với các loại mìn như mìn ba chấu, mìn rip, mìn claymore, v.v. Cứ khoảng 10-15 mét lại có một trụ đèn pha cao áp được chiếu sáng từ tối đến sáng. Có thể hình dung đây là nơi bất khả xâm phạm, dù có một con vật nhỏ nhất qua hệ thống phòng ngự này cũng không qua được bọn lính canh gác. Đến cuối năm 1971, quân Mỹ rút khỏi Quế Sơn và bàn giao lại cho quân chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa, gồm có Trung đoàn 5, Trung đoàn 6 thuộc Sư đoàn 2 Bộ binh và một chi đoàn thiết giáp. Bảo vệ vòng ngoài còn có các cứ điểm Hòn Chiêng, Bằng Thùng, đồi 579, đồi 700, Đồng Mông, Đá Hàm, Đá Tịnh, Hòn Giang. Phía đông có quận lỵ Quế Sơn, gồm các lính địa phương quân trấn giữ. Số quân đóng giữ tại căn cứ Cấm Rơi có gần một chục tiểu đoàn, gồm đủ các sắc lính, từ biệt động quân, thiết giáp, pháo binh, bộ binh và các đơn vị địa phương. Với quân số đông đảo và được trang bị vũ khí hiện đại, căn cứ Cấm Rơi án ngữ ngay trên con đường từ phía Hiệp Đức và Tây Quế Sơn đi xuống đồng bằng. Từ đây,
hàng ngày quân Việt Nam Cộng Hòa tung quân càn quét, lấn chiếm, phục kích và gây ra quân giải phóng không ít khó khăn cũng như tổn thất. Tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 của Sài Gòn, đã nhiều lần thị sát căn cứ Cầm Rơi và tỏ ra hài lòng, nhưng vẫn nói cùng với binh sĩ là phải cố thủ đến cùng, không được để cho cộng quân tấn công. Quyết tâm của tướng trưởng đã nói lên tầm quan trọng của Cầm Rơi. Rõ ràng, nếu thất thủ Cầm Rơi sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tuyến phòng thủ của địch ở phía tây nam Đà Nẵng và phía tây bắc Tam Kỳ. Đợt tấn công đầu tiên không suôn sẻ. Vừa để tạo hành lang thông suốt, mở rộng vùng giải phóng về phía đông và phía bắc, vừa nhằm chia lửa cho chiến trường Quảng Trị, đánh vào bên sườn phía sau của quân đoàn 1, giam chân sư đoàn 2 của bộ binh Việt Nam Cộng Hòa xa lầy tại đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định bằng mọi cách phải tiêu diệt cụm cứ điểm này. Chiến dịch giải phóng Cầm Rơi được chuẩn bị khá chu đáo vào khoảng tháng 4 năm 1972. Bộ Tư lệnh Quân khu khẩn trương thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương do các Phó Tư lệnh Nguyễn Chánh, Nam Khánh chỉ huy, điều sư đoàn 711 do sư đoàn trưởng Hoàng Anh Tuấn trực tiếp đánh tiêu diệt căn cứ Cầm Rơi. Ngoài lực lượng chủ lực quân khu còn huy động lực lượng du kích từ các vùng ven được giải phóng, rừng núi Tây Quảng Nam, Quảng Đà, huy động thêm hàng nghìn dân công hỏa tuyến tham gia vận tải với khẩu hiệu hàng nghỉ người không nghỉ. Các đại đội trinh sát của quân khu và trinh sát của sư đoàn 711 đã tiếp cận được Cầm Rơi. Du kích Sơn Lãnh thường xuyên được làm nhiệm vụ dẫn đường cho các đơn vị trinh sát chuẩn bị chiến trường. Lính trinh sát chia thành tổ 3 người, họ được trang bị gọn nhẹ và phải chui qua 12 lớp kẽm gai trang chịt với trận địa mìn dày đặc và hệ thống đèn chiếu cố định cũng như đèn chiếu quét di động. Dù địa hình phòng thủ khá tinh vi, thế nhưng trinh sát của quân khu thì cũng vào được bên trong và kiểm tra tất cả các lô cốt, hầm hào của sở chỉ huy, các trận địa pháo, trận địa của DKZ, v.v. Sau những ngày tháng gian khổ chuẩn bị cho trận đánh sắp nổ ra, tất cả đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đến khoảng tháng 7 năm 1972, chỉ huy cao cấp của sư đoàn phải đích thân đi kiểm tra lần cuối để đảm bảo diệt địch thành công. Giờ gờ đêm ngày 27 tháng 7 năm 1972, một mũi đặc công quân giải phóng tập kích tiêu diệt cứ điểm Hòn Trương. Tiếp theo, quân giải phóng đánh thêm được hai cứ điểm khác nhằm kéo lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa ra bên ngoài căn cứ Cầm Rơi để tiêu hao rồi tiêu diệt. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất là căn cứ Cầm Rơi thì vẫn chưa tiêu diệt được. Giai đoạn 1, đánh Cầm Rơi kéo dài suốt 30 ngày. Thế nhưng, quân giải phóng chỉ mới bóc được một lớp vỏ ngoài của Việt Nam Cộng Hòa. Tổn thất lực lượng, tốn kém vũ khí, tinh thần bộ đội bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Sau khi bị đánh bất ngờ, Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu củng cố công sự, hỏa lực và điều thêm 4 tiểu đoàn tới chốt quanh căn cứ Cầm Rơi. Như vậy, lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đã tăng lên hơn gấp 2 lần trước đó. Họ bố trí 4 tiểu đoàn vòng ngoài, 3 tiểu đoàn vòng trong. Ngoài ra, còn có một tiểu đoàn thiết giáp và các trận địa pháo tại núi Quế, cầu Ông Triệu, rồi có cả pháo tự hành 175 ly, loại pháo được mệnh danh là vua chiến trường. Máy bay từ sân bay Chu Lai, Đà Nẵng cũng sẵn sàng vào hỗ trợ. Yếu tố bất ngờ để đánh Cầm Rơi của ta đã hết, cũng có nghĩa là quân giải phóng đang thực sự gặp khó khăn lớn. Quyết định thay tướng lịch sử. Trước tình hình đó, tư lệnh Chu Huy Mân quyết định thay đổi nhân sự, rút tướng Nguyễn Chánh về trực sở chỉ huy, rút luôn cả sư đoàn trưởng Hoàng Anh Tuấn về phía sau. Thay vào đó là cái tên đã từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ đã từng phải đối đầu với ông, đó là tướng Nguyễn Trơn. Một quyết định vô cùng bí mật mà ngay cả hàng ngũ quân giải phóng không nhiều người được biết. Quyết định đột ngột không khỏi làm tướng Nguyễn Trơn băn khoăn, bởi sư đoàn 711, quân tướng đều mới lạ cả. Tình hình chiến sự lúc này thì vô cùng khó khăn khi đối phương đã có cảnh giác cũng như quân số cao hơn. Nhưng quân lệnh như sơn, phải chấp hành. Nguyễn Trơn tức tốc lên đường tới sở chỉ huy tiền phương ở núi lớn. Ở đây, Nguyễn Trơn được tư lệnh cho xem hai bức điện của đồng chí Lê Duẩn và đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi ông Nam Công và tư lệnh Mai Hạnh, tức ông Chu Huy Mân. Trong điện chỉ thị quân khu 5 phải tập trung lực lượng đánh tiêu diệt căn cứ Cầm Rơi để chi viện cho chiến trường Quảng Trị. Nguyễn Trơn xem xong, chưa kịp nói gì thì tư lệnh Chu Huy Mân đã nói tiếp. Bằng mọi cách, anh chỉ huy sư đoàn 711 giải quyết mục tiêu, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của anh Ba và anh Văn. Nguyễn Trơn đáp, cho tôi xin 7 ngày về sư đoàn 711 để nắm tình hình bộ đội và tình hình của địch, rồi sẽ trình anh phương án cách đánh cụ thể. 7 ngày ấy, tướng Nguyễn Trơn gặp bộ đội, chỉ huy các trung đoàn, tiểu đoàn để xem tình hình như thế nào. Ông đi cùng trinh sát, thậm chí còn tự mình bò sát vào tận hàng rào kẽm gai của Việt Nam Cộng Hòa, đếm từng lô cốt, đánh dấu từng hầm ngầm, mục tiêu, hỏa lực của địch, rồi chỉ cho chiến sĩ của ta đặt từng khẩu súng B-40
B-41, DKZ bắn ra sao cho hiệu quả nhất. Ngay lập tức, các hoạt động của tướng Nguyễn Trơn đã sốc lại được tinh thần cho toàn đơn vị. Các tướng sĩ gần như đã lấy lại được toàn bộ tinh thần trước vị chủ tướng mới. Đúng hẹn 7 ngày sau, tướng Nguyễn Trơn lên báo cáo tư lệnh tiền phương. Ông trình bày phương án và xin đánh tiêu diệt căn cứ cấm rơi. Tư lệnh Chu Huy Mân lắng nghe chăm chú, vui mừng lắm. Ông bắt tay tướng Nguyễn Trơn và nhất trí hoàn toàn phương án. Rồi bất ngờ ông hỏi, thời gian tiêu diệt cấm rơi là bao lâu? Tướng Nguyễn Trơn nói ngay, trong 24 giờ. Tướng Chu Huy Mân giật mình hỏi lại, cậu có chắc thắng không? Tướng Nguyễn Trơn đáp chắc nịch, báo cáo anh, chắc thắng. Trong khi đó, phía quân ủy trung ương mà trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 8 năm 1972 đã gửi điện khẩn vào khu 5, có nhắc, yếu tố bất ngờ đã không còn nữa, địch lại tăng cường lực lượng lớn, nếu đánh không chắc thắng, thương vong lớn thì có thể dừng chiến dịch. Tư lệnh Chu Huy Mẫn đã suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cuối cùng ông đã bị thuyết phục bởi sự quả quyết đến từ tướng Nguyễn Trơn, một viên hổ tướng với biệt tài đã đánh là xóa sổ phên hiệu của đối thủ. Tư lệnh Chu Huy Mẫn đã quyết định tiếp tục tổ chức tấn công. Đánh nhanh, diệt gọn. Đến tối ngày 17 tháng 8 năm 1972, đơn vị du kích Sơn Lãnh được chia thành hai tổ để dẫn đường cho bộ đội tập kết ở tất cả các vị trí đã chuẩn bị. Trong trận đánh này, lần đầu tiên đơn vị tên lửa B-72 được bố trí tại đồi Phong thuộc Đồng Bình, Lãnh Thượng 1, về phía tây bắc cấm rơi, cách 2 km. Sau này, du kích địa phương gọi đây là đồi B-72. Trung đoàn 31 đưa bộ đội tập kết ở phía bắc đường 105. Các trận địa hỏa lực như DKZ, Cố 1 20mm, 82mm đã bố trí sát trận địa tại Gò Ngu, Gò Sinh, Gò Ông Trương thuộc thôn Thuận An, Đồng Phú. Phía Tây và Tây Nam, bộ đội Trung đoàn 38 đã tiếp cận. Ba tiểu đoàn du kích Sơn Lãnh là tiểu đoàn 17, 18 và 19 cũng đã tổ chức áp sát trận địa sẵn sàng yểm trợ. Pháo binh cũng đã được đưa lên các cao điểm bên ngoài mục tiêu. Các trận địa hỏa lực được bố trí rất thuận lợi, tầm bắn phát huy tối đa và tính chính xác cao. 5 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 1972, pháo hiệu của sư đoàn 711 đã phát, tiếng súng bắt đầu rền vang mở màn tấn công. Những quả đạn B-72 giờ bệ phóng, pháo 130mm từ Hiệp Đức bắn chính xác vào trận địa pháo của Việt Nam Cộng Hòa. Cả khung trời đỏ rực các loại pháo cối dồn dập đổ ập vào căn cứ cấm rơi. Đạn phòng không 12-7 hạ nòng như bão lửa. Cấm rơi rung chuyển toàn bộ, các kho đạn, kho xăng bốc cháy. Lính Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn rơi vào thế bị động, không kịp trở tay, tháo chạy tán loạn. Các mũi tiến công dưới trướng tướng Nguyễn Trơn thừa cơ vây lấn, đột phá vào các lớp phòng ngự. Sau những phút đầu bị bất ngờ, các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu phản kích. Máy bay phản lực F-5 A-37 bắt đầu lao tới ném bom. B-52 từng tốp 3 trước bắt đầu giải thảm vòng ngoài khu Lãnh Thượng và Tam Hòa. Các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa ở cấm rơi bắt đầu sốc lại đội hình phản công. Các ổ Đại Liên bên trong lô cốt kiên cố khống chế các mũi tiến công của quân giải phóng. Pháo, cối các loại của Việt Nam Cộng Hòa tập trung đánh phản công. Pháo từ hạm đội 7, núi Quế bắn chi viện xung quanh căn cứ cấm rơi, làm cho quân giải phóng thương vong và gặp nhiều khó khăn. Chiến trường trở nên khốc liệt. Tới đêm ngày 18 tháng 8, máy bay của Mỹ bắt đầu thả đèn sáng. Máy bay trinh sát bay ở độ cao ngoài tầm bắn của pháo cao xạ 37, phát hiện các cánh quân giải phóng đang di chuyển. Họ tiếp tục bắn pháo, ném bom ngăn chặn sự tiến công của quân giải phóng. Thiết đoàn 4 của Việt Nam Cộng Hòa gồm 12 xe tăng và xe bọc thép đang đóng quân tại Lãnh Thượng đã bị các đơn vị của bộ đội Trung đoàn 38 bao vây tiêu diệt. Thấy quân giải phóng vây khắp, quân Việt Nam Cộng Hòa tại đây chạy sang khu vườn ông Sáu Tùng thì bị B-52 của họ ruộn nhầm vào và hủy diệt gần như toàn bộ đội hình. Chớp tình hình, quân giải phóng xuất kích, tiêu diệt kết hợp bắt sống, qua đó loại bỏ khỏi vòng chiến đấu hoàn toàn thiết đoàn số 4. Tới 3 giờ sáng ngày 18 tháng 8, các chốt điểm nằm sát căn cứ cấm rơi cuối cùng cũng đã bị hạ. Tuyến phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa giữa cấm rơi và quân lị Quế Sơn đã bị cắt đứt. Đúng 6 giờ 30 phút, hàng trăm quả đại pháo của quân giải phóng nã cấp tập vào khu cấm rơi, biến nơi đây trở thành một chảo lửa khổng lồ, làm bùng cháy kho xăng, kho đạn và nhiều xe cơ giới. Trận địa pháo của Việt Nam Cộng Hòa khoảng 20 khẩu đã bị phá hủy ngay từ phút đầu. Cột vô tuyến điện đổ gục, hệ thống hầm ngầm bị bật tung. Dưới sự yểm trợ của pháo binh, bộ binh quân giải phóng nhanh chóng dùng B-40, B-41 tiêu diệt các lô cốt, ổ đề kháng cuối cùng. Một lần nữa, phong cách hiệp đồng binh chủng, tốc chiến tốc thắng của tướng Nguyễn Trơn lại thể hiện sức mạnh và độ hiệu quả. Không dễ dàng chịu thua, các máy bay cường kích của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ ném bom ảo ạt vào những tọa độ mà quân giải phóng đang chiếm giữ. Máy bay B-52 từng tốp 3 trước
thả bom đánh phá khu vực lãnh thượng và khu vực chân núi Hòn Tàu. Bộ chỉ huy của sư đoàn 711 kịp thời bổ sung lực lượng và quan trọng nhất là cơ số đạn dược đã được du kích và dân công các xã huy động chi viện kịp thời cho bộ đội, tiếp tục nã vào Cấm Rơi và các ổ đề kháng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Sự hỗ trợ của dân công và du kích chính là yếu tố quyết định của trận đánh. Đến trưa ngày 19 tháng 8, bộ đội quân giải phóng đã chiếm lĩnh được toàn bộ khu đồn Nhà Tằm và ấp Thuận An. Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ tăng cường ném bom kể cả khu đồn Nhà Tằm do chính họ lập ra nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Việt Nam Cộng Hòa suy yếu hoàn toàn, căn cứ Cấm Rơi bị cô lập, máy bay lên thẳng tới cứu viện thì bị các trận địa 12 ly 7, trận địa pháo cao xạ 37 ly tại khu vực ngõ 3 Phú Bình phát huy tối đa hỏa lực. Tới thời điểm này thì phòng không của quân giải phóng bắt đầu làm chủ hoàn toàn trên không. Không quân của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ không còn có thể thoải mái oanh tạc nữa, và đây chính là điểm mấu chốt của trận đánh. Chỉ cần không quân không thể yểm trợ được nữa thì quân Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tháo chạy ra bên ngoài, phần lớn là đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Vào 15 giờ ngày 19 tháng 8, lá cờ xanh đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh đồi Cấm Rơi, Quế Sơn. Các du kích men theo cửa mở cùng bộ đội tiến vào khu Cấm Rơi thu dọn chiến lợi phẩm. Cấm Rơi, đồi gai bấy giờ đã đổ nát, xác lính Việt Nam Cộng Hòa phơi trên các hầm công sự. Ngay khi Cấm Rơi bị chiếm lĩnh hoàn toàn, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lại bắt đầu dội bom trở lại. Pháo binh của họ từ xa bắn tới, cái sới đất trời mù mịt. Do vậy, sau khi nhổ bật được cứ điểm Cấm Rơi, việc ném bom này coi như đã không còn ý nghĩa gì khi Cấm Rơi đã bị tiêu diệt. Nhanh chóng, các đơn vị của quân giải phóng tiến hành di dân, thương binh và tử sĩ khẩn cấp rồi rút tới nơi an toàn. Đặc biệt, trong trận đánh này, ngoài phương châm đánh nhanh diệt gọn, một phương châm chiến đấu khác của tướng Nguyễn Trơn là một diệt bốn cắt đã được thực hiện cực kỳ bài bản. Theo đó, ông chia cắt bộ binh của địch với không quân, bộ binh với pháo binh, bộ binh với xe tăng và bộ binh với chính bộ binh nhằm hạn chế hỏa lực của địch, phát huy tối đa hỏa lực bắn thẳng của quân giải phóng. Suốt trận đánh, các lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa do không thể kết hợp được với nhau nên cứ mạnh ai nấy đánh, thành ra hiệu quả kém hẳn. Thế nhưng, dẫu thắng lợi thì quân và dân của ta cũng gặp phải không ít tổn thất. Trong đó, đau đớn nhất phải kể tới tình cảnh của người dân bị kẹp giữa hai làn đạn. Dẫu quân giải phóng đã tìm đủ mọi cách để cứu dân thoát ra khỏi chiến trường, thế nhưng trong các ngày 18 và 19 tháng 8, Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ ném bom vào cả các khu đồn và ấp chiến lược do chính họ lập ra. Tại khu đồn Nhà Tằm, số thương vong là dân thường quá lớn vì ấp Nhà Tằm ở giai đoạn này với hơn 3.000 nhân khẩu đồn trú trong những nhà tôn lụp sụp do Mỹ cấp phát và xây dựng vào những năm 1969-1970. Sau những loạt bom tàn phá và đốt cháy hàng trăm ngôi nhà đổ nát, nhân dân hoảng loạn chạy vào nhà thờ Tin Lành Quế Sơn để ẩn nấp. Thì chiều ngày 18 tháng 8, lúc 18 giờ, các tốp máy bay nhả bom hàng loạt kinh hoàng và san phẳng nhà thờ Tin Lành. Hàng trăm người dân vô tội đã thiệt mạng, trong đó có hơn 50 người là tín đồ. Về sau, mục sư quản nhiệm Nguyễn Kim Long khi xây dựng lại nhà thờ đã quyết định giữ những mảng tường có sót lại sau khi bị dội bom và pháo tàn phá để làm kỷ niệm về di chứng của chiến tranh. Like và tương tác với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.